Hi, chào các bạn. Thì hiện giờ mình đang ở Miami và ngày hôm nay thì mình sẽ đi pick up một đôi giày mà phải nói là một trong những đôi giày mà mình trả tiền nhiều nhất từ trước đến nay mình có thể mua được đôi giày này. Thì mình chỉ muốn check in với các bạn là mình lái xe tới. Lần này thì mình sẽ đi với cả vợ với con mình. So excited to share what I pick up today to you guys. Ok, hẹn gặp lại các bạn một lúc nữa nhé. Khử trùng hiện đại vãi. Đi mua quà. Vali Udio này. Primo Audio này. Hi mommy. Hi baby. Ở đây là con phố chính thì ở đây có tiệm Dior này. Cartier này, Louis Vuitton này. Tiệm nào cũng đóng cửa hết. Muốn vào là phải chờ người ta mở cửa cho vào. Hi baby. Where are you going? I don't know. You go eat. Ồ vậy? Nè, Louis Vuitton nếu mà muốn vào là phải lấy hẹn. Rất là bất ngờ là mình đang ở trong cái phòng này và họ vừa giới thiệu cho mình đôi Dior. Bây giờ thì họ offer mình mua mấy cái đồ trong cái collection này. Collection là Air Dior. Rất là tuyệt vời. Áo sơ mi này. Đây một cái jacket này. Đây là áo polo này. Đây là có một cái card holder của Dior luôn. Baby, are you ready? Yeah. You wanna open the shoe with daddy? Yeah. Okay. Thì đây là cái hộp mình mới mua về. Một cái hộp Dior. Thì mình muốn reaction con gái mình về cái đôi giày này. Đôi giày mình mới mua ha. Ready? Okay, 1, 2, 3. Here we go. And this one. Hey, gentle. Daddy, do it. Okay, hold it. Wow. You like daddy's shoe? Yeah, I like your shoes. You like it? Is that nice or ugly? Nice. Are you sure? Folks, it's so tight. Yeah. Okay. So leave one pair here. It's tight for you. Yeah. So daddy have one pair. Okay. This is your pair. Yeah. It is mine. Yeah. Okay. I have a smaller. Yeah. What happened? I had just like you. Oh yeah. Yeah, I had just like you. Ok thì bây giờ mình sẽ giải thích lý do vì sao tại mình. Hey, give me. I close the door now. I will punch you everywhere. Hey, chắc hẳn rất nhiều các bạn có câu hỏi là tại sao mình có đến hai đôi giày Air Jordan Dior. Và đây là đôi giày mà mình mới đi pick up ngày hôm nay về. Và đây là cái đôi giày mình pick up khoảng độ 2 tuần trước. Đây là một câu chuyện rất là dài. Và thực sự thì cái này liên quan đến nhân phẩm. Thì mình sẽ quay trở lại một cái video mà mình quay được vào cái hôm buổi sáng ngày mùng 2 tháng 7. Thì mình sẽ quay lại cái video đó ngay bây giờ. Thì sáng ngày hôm nay mình mới ngủ dậy. Và mình dở cái điện thoại của mình ra. Mình was like, what the... Mình show cho các bạn cái này. Đây là cái email của mình. Nói là mình trúng được đôi cho đồng quân Dior. Yes. Nhưng mà một cái điều nữa mà vô cùng là mình surprise là mình trúng đến hai đôi. What? This is crazy. Mình không hề nghĩ là mình có thể trúng được một đôi. Mà khi mà mình mới sáng ngày ra mình mở mắt ra mình check, mình thấy mình trúng một đôi. Wow, lucky. Em mình mở ra một cái email khác, mình lại nhận được một cái nữa. Thì hai cái mình trúng thì đều là đôi Dior Low hết, chứ không phải đôi High Top. Nhưng mà phải nói là best nhân phẩm. Thì ở trong cái video đó thì mình có giải thích là mình ngày hôm đó mình trúng đến hai đôi giày Air Jordan Dior này. Và quả thật là một câu chuyện mà không ai có thể ngờ tới. Thực sự thì mình có enter raffle, mình cũng giống như bao người khác thôi. Thực sự thì ngày hôm đó mình enter đúng 4 cái raffle thôi. Và mình cũng không hy vọng nhiều, tại vì mình cũng từng làm một cái video để mà chia sẻ là khó khăn như thế nào để mà trúng được đôi giày này. Thì mình cũng enter 4 cái raffle và thực sự thì mình rất là ngạc nhiên khi mình có đến 2 cái email
nói rằng là mình trúng cái đôi giày này. Và thực sự là mình cũng khá là nhức đầu khi mà làm sao để mình có thể chót lọt pick up được đến hai đôi giày này. Thì cái câu chuyện pick up cũng rất là drama, là mình phải đợi cái cuộc gọi điện của cái người làm ở Dior nói với rằng là mình trúng được đôi giày này và mình tới mình pick up, thì mình mới được đi đến store để mà pick up. Tại mình phải có một cái lịch hẹn với cái người đó. Vào 2 tuần trước, cái ngày mà mình đi pick up cái đôi đầu tiên này này, mình có nhận được một cuộc gọi. Và trước đó khoảng mấy ngày, người manager có nói mình là họ sẽ text một cái confirmation text về cái thời gian để mà có thể là hẹn được vào lúc nào mình nhận được. Thì mình đợi cả ngày, mình không có một cái tin nhắn nào nhắn cho mình hết. Thật là bất ngờ khi cái người mà nhận được cái text đó lại là chị gái mình. Thì mình có mượn cái số điện thoại của chị gái mình để mà enter cái raffle đó. Một cái raffle thứ hai mình trúng thì sẽ là hai cái email khác nhau, hai cái số điện thoại khác nhau, nhưng mà lại là trùng đôi giày, đều là hai đôi giày Air Jordan 1 Low mình trúng raffle, và đều là trùng size, và đều là tên là Hưng Đinh. Thì quả thật là cái người làm ở store cũng không ngờ có đến hai người tên là Hưng Đinh, tại vì theo luật là chỉ có một người lấy một đôi thôi, mà mình làm sao để mình lách luật mình trúng được hai đôi. Thì quả thật ngày hôm đó thì mình có rủ theo Huy, và mình cũng đã quay lại cái video ngày hôm đó. Cái video mà mình pick up đôi Dior đầu tiên á, thì mình cũng phải là thay đổi kịch bản rất là nhiều để mà lên được cái video đó. Thực chất cái video ngày hôm đó là mình nghĩ là trong đầu mình có đến hai cái appointment, một cái lúc 1 giờ, một cái lúc 3 giờ, nhưng mình không hề ngờ rằng hôm đó chỉ có một đôi được pick up thôi. Khi mà Huy thay thế mình vào store để lấy đôi giày đó ra, thì Huy đã chót lọt đi ra. Mình có quay lại phút đấy thì mình sẽ quay lại ngay thời điểm này cho các bạn. Cuối cùng thì cũng đã đến nơi, và bây giờ thì mình sẽ nhờ người em của mình vào để pick up cái đôi thứ hai của mình. Và thực ra thì có hai cái appointment, mình làm hai cái appointment đều ngày hôm nay, tại vì Dior nó gọi thì mình chơi liều luôn. Thì một cái lúc 3 giờ chiều, một cái lúc 1 giờ chiều. Thì bây giờ mình mới tới nơi, và bây giờ thì mình sẽ nhờ người em của mình để vào lấy giùm mình. Thì mình sẽ đưa tất cả những cái của mình vào cho em mình, đấy là bằng lái xe, hai cái thẻ. Huy sẽ giả dạng mình là mình và vào lấy cái đôi giày Dior cho mình. Còn lát nữa thì mình sẽ vào mình lấy đôi còn lại. Huy đã vào trong và hiện giờ thì mình đang ra ngoài xe mình đợi. Phải nói thật là bây là món đồ mà quá đắt tiền, thành ra là bọn mình cũng hết sức cẩn thận. Trước đây thì mình có xem rất là nhiều những cái video mà nói về việc đi pick up đôi giày này này. Thì họ rất là recommend là rủ một người đi pick up cùng, tại vì giá trị của nó quá là cao và có thể là sẽ có cướp bóc hay gì xảy ra. Nhưng mà thực sự thì mình thấy cái khu vực mà để mà cái tiệm mà Dior này này, thì xung quanh đây là một cái khu ở ngoài đường thôi, nhưng mà có rất là nhiều những cái thương hiệu lớn ở đây, và mình cũng có thấy cả cảnh sát nữa, thành ra là mình cũng hy vọng là không đến nỗi. Nhưng mà kế hoạch của tụi mình thì ngay từ đầu là Huy sẽ giả dạng mình để vào lấy, và sau đó thì khi nào mà Huy chuẩn bị đi ra thì Huy sẽ gọi mình và mình chạy ngược lại ở trước cửa tiệm. Đấy là Huy chạy thẳng lên xe và bọn mình đi thôi. Đây là Huy đã mới vào pick up thành công cho mình được đôi giày này. Người túi cực kỳ to luôn. Rồi cảm nghĩ em sao, sợ không? Sợ, dễ sợ. Huy cầm tất cả thông tin của mình vào để mà pick up được đôi giày này. Mệt không? Rung. Hai thằng như đi ăn trộm luôn. Rung quá. Nãy mình ngồi ngoài xe mình lo lắng quá trời, tại vì cái thẻ mình đưa cho nó bị decline. Đưa hai thẻ, một thẻ đầu Apple thì bị decline. Đưa thêm một cái thẻ là nó mang thẻ đi chỗ khác nó chạc hay là hay sao? Nó mang thẻ với ID đi chỗ khác nó chạc. Ồ, nhưng vậy mà nó lát hồi nó quay lại nó kêu decline. Nhưng mà lúc đầu em nói là nếu mà decline thì nói em đưa cái thẻ mới, thì sau này đưa cái thẻ mới thì nó ok được. And then like nó dắt lên phòng, like VIP phòng. And then like nó presentation về cái Dior này. Ồ, nãy là được con gái là gì? Con gái có một mình con nhỏ đó là được, hình như manager hay gì đó. Chết cha, lát nữa anh vô nhỡ đi xui quá đi làm đi cùng ngày. Không sao. Thì sau cái thời điểm đó thì Huy đi ra và Huy chót lọt lấy được đôi giày rồi. Và mình cứ ngỡ là mình sẽ có một cái appointment gấp, nghĩa là một cái lịch hẹn khác vào lúc 3 giờ. Và khi mà mình vào store rồi thì mình show cho họ cái email là mình có nhận cuộc gọi lúc 3 giờ và mình sẽ go hẹn. Mình đợi mà mình không thấy cái tin nhắn nữa đâu. Và quả thật là khi mà họ ra, họ nhìn mình, họ hỏi là ủa, lúc nãy mày tới rồi mà, rồi mày có về thằng hồi nãy không, rồi họ điều tra rất là kỹ. Và mình rất là sợ lộ thân phận là tại vì mình là thằng hồi nãy. Và họ có mở máy tính ra và họ thực sự là họ rất là ngạc nhiên khi mà có đến hai thằng tên là Hưng Đinh. Thì mình cứ phải chối, mình bảo là
ồ cái tên này rất là phổ biến ở Việt Nam rồi. Họ nghi ngờ rằng là ồ cái đôi giày này giống nhau rồi, cái số mã vùng điện thoại nó gần giống nhau rồi này này kia kia. Thì mình cứ phải đóng phim như kiểu là mình chối là ồ đấy không phải là mình rồi này này kia kia, rồi mày không tin thì mày xem lại cái máy quay an ninh đi, tại vì thực sự là Huy khác mình và mình đưa cho Huy cái ID mà mình đã bị hết hạn rồi nữa. Nhưng mà may mắn sao là Huy đã chót lọt, và thật là may mắn là khi mà Huy mà điền vào cái đơn á thì Huy cũng không nhớ địa chỉ nhà mình, thành ra Huy điền địa chỉ nhà Huy, thành ra là họ cũng không nghi ngờ lắm. Thì cái người manager đó có xin lỗi với mình tại vì mình cứ chối nơi này mà, rồi có đưa cho mình cái thông tin cá nhân và bảo là ok cái đợt hàng tiếp theo về thì ta sẽ liên lạc với mày và ta sẽ đặt cái lịch lẹ cái giày. Thì cuối cùng thì đáng ra là mình phải pick up cái đôi giày này tuần trước cơ, nhưng mà vì một số lý do bận rộn mà đến tuần này thì mình mới lấy được, và cuối cùng thì mình cũng đã chót lọt lấy được đôi giày thứ hai. Thì quả thật là cái này rất là nhân phẩm. Thực sự là mình cũng không thể ngờ mình trúng được đến hai đôi, tại vì từ đầu năm đến giờ là gần như tất cả những cái raffle mà mình enter, những cái đôi giày collab với cả Travis Scott, những đôi SB Dunk, kể cả những đôi Dunk bình thường mình enter đều tạch hết, chẳng trúng được đôi nào hết. Mà cha xui quỷ khiến sao enter đôi Dior này thì trúng đến hai đôi. Thực sự là mọi năm luôn ở những thời điểm mà tháng 6, tháng 7 thì đều là những cái thời điểm mà mình rất là hay trúng những đôi giày hit. Còn nhớ thời điểm mà tháng 6 năm ngoái là mình có trúng được đôi giày Air Force One Off-White MCA, thì đấy là một đôi giày rất là hot và mình đã bán đôi giày đó với giá cực kỳ cao và mình cũng super profit. Thì xin là mình trúng hai đôi thì chắc chắn là mình sẽ bán một đôi để mình lấy một khoản tiền nhất định để mình bù vào cái khoản đầu tư về đôi giày này. Có thể là mình sẽ bán cả hai đôi để mua một đôi high top thì để xem tình hình làm sao. Thì đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ ở video ngày hôm nay về việc mà mình đã pick up được đôi giày Dior thứ hai, và đây là cái pick up đắt nhất từ trước đến nay mình phải trả tiền ra để mua. Cái giá đó của retail của nó là 2.000 đô la Mỹ. Ngoài ra thì trong video ngày hôm nay thì mình có chia sẻ một số cái footage ngắn mà mình quay được trong ngày hôm nay. Thì hy vọng các bạn thích cái video ngày hôm nay, và nếu bạn thích thì nhớ là like and share. Ngoài ra thì đừng quên subscribe channel của mình, nhớ là bấm vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất mình up lên nhé. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Peace out.